Nhất niệm vĩnh hằng, tập 220, vận mệnh của ngươi. Lúc này theo huyết khí tràn ngập toàn thân, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng bỗng nhiên bạo phát, nhanh chóng đi về phía trước. Trên trời cao, giọng nói của Thiên Tôn lạnh như băng, vang lên. Bí pháp bất tử quyển khôi tổ. Nếu ngươi có trường sinh quyển, cho dù là bản tôn, cũng không thể tránh được ngươi. Chỉ là hiện tại thiếu trường sinh quyển, ngươi trốn không thoát được vận mệnh bản tôn dành cho ngươi. Trong lúc lời nói vang vọng, ánh sáng màu vàng của nước thông thiên hải trên bàn tay khổng lồ trong nháy mắt lại trở nên vô cùng mãnh liệt. Lại có thể ép xuống huyết sắc trên người Bạch Tiểu Thuần, không để ý tới phương pháp thần sát, trực tiếp chộp tới. Thiên Tôn. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải của Bạch Tiểu Thuần chợt giơ lên. Thời điểm bốn phía xung quanh bỗng nhiên hạ xuống, nhất thời lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía xung quanh trong phạm vi vô tận nhất thời có hơi nước dâng lên khắp bầu trời, lại trực tiếp hóa thành khu vực đầm lầy. Một tiếng rít gào giống như từ trong năm tháng, từ viễn cổ truyền tới. Theo Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, bốn phía xung quanh chợt bị đẩy trở về. Từng ngọn núi uốn lượn, trực tiếp lại từ bên trong đầm nước nơi này phóng lên cao. Chính là Thủy Trạch Quốc Độ. Lấy tu vi thiên nhân đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hôm nay, cho thấy Thủy Trạch Quốc Độ vượt qua rất xa so với trước kia. Theo từng ngọn núi nhấp nhô, một móng thú cực lớn, hoàn chỉnh thể hiện ra, trực tiếp đánh về phía bàn tay khổng lồ màu vàng trên bầu trời. Chỉ là tu vi của Bạch Tiểu Thuần so với Thiên Tôn lại chênh lệch quá nhiều. Tuy rằng Thủy Trạch Quốc Độ cường hãn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Thiên Tôn. Trong nháy mắt hai bên va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ lớn, ở dưới tiếng hừ lạnh của Thiên Tôn, móng thú từ bên trong Thủy Trạch Quốc Độ vươn ra chợt tan vỡ. Dường như đau đớn mãnh liệt đến mức cực hạn, tiếng gào thét thê lương từ bên trong đầm nước truyền ra. Toàn bộ đầm nước đều run rẩy. Dường như con thú lớn ẩn thân ở bên trong, phát cuồng muốn từ bên trong liều mạng lao ra ngoài. Nhưng bàn tay khổng lồ màu vàng của Thiên Tôn quá mức dồi dào, mênh mông cuộn cuộn trực tiếp hạ xuống, hung hăng chộp một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời phạm vi khu vực vạn dặm ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, trực tiếp đã bị bàn tay khổng lồ kia nắm lấy, chợt bóp mạnh. Hư vô nổ tung. Hư vô vốn không có thực chất, nhưng hôm nay lại giống như có thực chất, hình thành nén ép mãnh liệt đến cực hạn. Trong những tiếng két két, Bạch Tiểu Thuần dãy giụa nhìn về bốn phía xung quanh. Hắn nhìn thấy được, chỉ là bàn tay cùng năm ngón tay giống như ngọn núi lớn, đang từ bốn phương tám hướng, ầm ầm lao về phía mình. So với bàn tay này, thân ảnh của hắn nhỏ bé vô cùng, giống như con kiến hôi. Từ phía xa nhìn lại, nếu như lấy toàn thế giới ví dụ thành biển rộng, như vậy thời khắc này bàn tia của Thiên Tôn giống như đưa xuống trên mặt biển, bắt một con kiến còn nhỏ hơn so với con tôm rất nhiều. Không có cách nào chống lại, không có cách nào ngăn cản. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Ở nơi ép xuống, máu tươi phun ra. Toàn thân hắn vang lên những tiếng rắc rắc, giống như tất cả xương khớp đều vỡ vụn ra. Bốn phía xung quanh khu vực đầm nước đã ở trong bàn tay khổng lồ màu vàng kia nắm chặt, không chịu nổi loại đè ép này, chợt tan vỡ. Mắt thấy thế giới đều bị bàn tay này thay thế. Bốn phía xung quanh mặc dù còn có khe hở giữa năm ngón tay khổng lồ, nhưng theo khe hở do bàn tay này nắm lại, đang cấp tốc biến mất. Lực nén đến từ tám phương, khiến cho toàn thân Bạch Tiểu Thuần bất kỳ thời khắc nào cũng có thể tan vỡ. Vẻ tuyệt vọng không khỏi hiện lên ở trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần. Đúng lúc này, ở bên trong bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn, ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần, bên trong hư vô đang không ngừng bị nén lại này, đột nhiên xuất hiện nước sông màu đen. Đó là nước Minh Hà. Nước này xuất hiện cực kỳ đột ngột. Trong chớp mắt lại hình thành một Minh Hà kinh người. Bên trong tản ra khí tức của Minh Hoàng. Tất cả cuốn theo Bạch Tiểu Thuần, tính từ bên trong bàn tay đang nắm chắc này chạy trốn. Minh Hoàng mới nhậm chức, nếu để cho ngươi mấy vạn năm nữa, ngươi ngược lại cũng có tư cách. Nhưng hôm nay, lại dám xuất hiện ở trước mặt của bản tôn, đâm đầu vào chỗ chết. Âm thanh uy nghiêm đáng sợ của Thiên Tôn chợt vang vọng. Ầm một tiếng, bên trong bàn tay khổng lồ còn không nắm chặt lại. Nước thông thiên hải màu vàng lại trực tiếp bạo phát ra, hình thành một lực công kích cường hãn, trực tiếp khiến cho Minh Hà ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần tan vỡ ra từng tầng một. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần đều nghe được tiếng kêu rên của Bạch Hạo giống bị tổn thương nặng nề. Ở trong nháy mắt, tất cả nước Minh Hà lập tức bị nước thông thiên hải xua tan. Tất cả những điều này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Sau đó bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn hung hăng nắm chặt lấy Bạch Tiểu Thuần cùng với hư vô xung quanh hắn. Sau khi nắm lấy, nắm đấm này không ngừng siết chặt, giống như hắn muốn hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi thứ ở bên trong. Hạo Nhi, bên trong bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn, đối mặt với bàn tay giống như có bốn ngọn núi lớn hoàn toàn bao phủ, đối mặt với sự nghiền ép kinh người đến từ tám phương,
Bạch Tiểu Thuần trở nên điên cuồng. Mặc dù thương thế của hắn nặng, nhưng sau khi bất tử quyền đại thành, lực khôi phục của hắn không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt thân thể hắn đã khôi phục. Trong tiếng gầm nhẹ hắn lại trực tiếp triển khai Vân Lôi Nhân Tổ biến, Thập Nhất biến. Theo thân thể dồi dào, ở bốn phía xung quanh hắn có vô số đá vụn biến hóa ra, chớp mắt ngưng tụ lại, hình thành bóng người giống như núi lớn. Đó là Nhân Sơn Quyết. Lực lượng thân thể bạo phát toàn diện. Đồng thời, tu vi của hắn cũng triển khai ra tất cả. Nhưng tất cả những điều này căn bản chỉ là chuyện vô bổ. Lực lượng khủng khiếp đến từ tay Thiên Tôn sau khi nắm lại, gần như chớp mắt, lại lập tức khiến cho Nhân Tổ biến cùng Nhân Sơn Quyết của Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, ầm ầm tan vỡ. Thân thể tổn thương nặng nề đồng thời vội vàng tăng tốc khôi phục. Nhưng sau khi khôi phục, lại lần nữa tan vỡ. Vòng đi vòng lại, không ngừng tiến hành. Trong thời gian ngắn ngủi, thân thể hắn lại tan vỡ vượt quá trăm lần, khôi phục vượt quá trăm lần. Nhưng vẫn còn không thể làm nên chuyện gì. Bất tử quyền, quả nhiên không tầm thường. Cường hãn giống như Thiên Tôn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần ở trong tay chính mình. Sau khi bị hoàn toàn nắm chặt, ở dưới tình huống tu vi của mình vượt quá xa so với đối phương, lại có thể không có cách nào thật sự nghiền ép hắn, mà hắn đang không ngừng khôi phục. Thiên Tôn cũng lộ vẻ xúc động. Cũng may ta không phải lần đầu tiên gặp được người bất tử quyền đại thành. Trên thông thiên đảo, Thiên Tôn thì thào nói nhỏ. Sau đó, trong chớp mắt này, trong mắt hắn rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng giống như thủy tinh. Tia sáng này xuất hiện. Đồng thời, vẻ mặt Đỗ Lăng Phỉ trên thông thiên đảo lộ vẻ tê dại, giống như mất đi thần hồn, giống như cái xác không hồn. Thân thể nàng bỗng nhiên run lên. Trong mắt nàng cũng xuất hiện ánh sáng giống như thủy tinh. Ở sâu bên trong hai tròng mắt này, hai đạo phù văn kỳ dị cũng đang nhanh chóng lập lòe. Dường như trong cơ thể nàng có lực lượng nào đó đang thông qua phù văn trong mắt bị Thiên Tôn trong U Minh hút đi một phần. Cùng lúc đó, bên ngoài Cự Quỷ Thành ở Man Hoang, bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn nắm lấy Bạch Tiểu Thuần, vào giờ phút này lại trực tiếp hiện ra ánh sáng thủy tinh vậy. Gần như trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kinh người này rốt cuộc trở thành bàn tay thủy tinh, lại hung hăng nắm chặt. Ầm một tiếng. Lúc này, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong nắm đấm của Thiên Tôn, tóc tai bù xù. Hắn thậm chí đã gọi về thế giới chi bảo Bắc Mạch. Nhưng lúc này Hàn Môn lão tổ ngủ say, hoàn toàn không có chút đáp lại nào. Trong mắt hắn chuyển thành màu đỏ đậm, thân thể luôn khôi phục này, có thể ở trong một chớp mắt này, thật sự giống như bị áp chế. Chợt dừng lại, thuật pháp giống như thủy tinh này lại tương sinh tương khắc cùng bất tử quyền của hắn. Không có bất tử huyết khôi phục lại, thân thể Bạch Tiểu Thuần căn bản là không chịu nổi lực lượng cường đại đến từ Thiên Tôn. Gần như trong nháy mắt, toàn thân hắn lại phát ra một tiếng động, trực tiếp vỡ nát. Mà cũng vào giờ phút này, theo thân thể vỡ nát, ý thức của hắn cũng không cách nào kiên trì được nữa. Toàn thân hắn cũng đã hôn mê. Cho đến lúc này, bàn tay khổng lồ của Thiên Tôn trong thiên địa này mới chậm rãi thu hồi về phía vòng xoáy. Từ phía xa, cảnh tượng như vậy bị mọi người ở bốn phía xung quanh nhìn thấy được. Trong lòng của tất cả mọi người cũng chấn động không gì sánh nổi. Thiên nhân cũng tốt, bán thần cũng được, tất cả đều hoảng sợ đến cực hạn. Mọi người của Nghịch Hà Tông đều run rẩy. Không ít người nắm chặt lấy nắm đấm. Tống Quân Uyển nước mắt lưng tròng đầy mặt. Nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này. Cho đến thời điểm bàn tay khổng lồ biến mất ở bên trong vòng xoáy, nàng phun ra một búng máu, thân thể ngã xuống. Cùng lúc đó, trong nháy mắt khi bàn tay của Thiên Tôn biến mất, giọng nói của Thiên Tôn lạnh như băng, lộ ra sự vô tình, cũng vọng lại ở bên trong toàn bộ Man Hoang. Tất cả tu sĩ thông thiên, đề nghị tổng tiến công, tiêu diệt tất cả sức sống của Man Hoang. Tính cách của Thiên Tôn luôn luôn không thích bị động, hắn thích nắm giữ chủ động. Về điểm này, từ biến hóa trước đây ở trên thuyền quỷ là có thể nhìn ra được một chút. Lần này cũng giống như vậy, hy vọng tập trung ở trên người Bạch Tiểu Thuần. Mặc dù hắn cảm thấy đã nắm chắc được 8 phần, nhưng hắn vẫn không yên lòng. Hắn chuẩn bị hai bút cùng vẽ. Như vậy luôn luôn có một con đường có thể đi thông. Nếu như đều đi không thông, nếu như thọ nguyên của ta đã không còn quá nhiều, như vậy thì để cho thế giới này chôn cùng với ta là được. Thiên Tôn trong lòng thản nhiên. Sau khi thu bàn tay về, vòng xoáy ở trên bầu trời chậm rãi tiêu tan. Tất cả tu sĩ thông thiên ở bên trong khu vực Man Hoang, tất cả thân thể chấn động. Mệnh lệnh đến từ Thiên Tôn, bọn họ nhất định phải tuân theo. Đồng thời cũng không phải tất cả mọi người mệt mỏi đối với chiến tranh. Vẫn có không ít người sùng kính đến mức độ cuồng nhiệt đối với Thiên Tôn. Vừa nghe vậy, nhất thời sát ý dâng lên. Cuộc chiến tranh lại mở ra. Mà sĩ khí của hồn tu trong toàn bộ Man Hoang, cũng theo người canh giữ lăng mộ bị thua, hạ đến cực hạn. Chỉ là ở trước mặt bọn họ đã không có con đường thứ hai. Đại lục thông thiên không chấp nhận tù binh.
Ý chí của Thiên Tôn là tất cả sinh linh của Man Hoang không có một ngọn cỏ nào. Tất cả bị diệt sạch. Bất kể là đất hay hồn tu, cho dù là mãnh thú ở Man Hoang, đều được liệt kê ở bên trong. Cho nên chỉ có, cũng chính có thể tử chiến tới cùng. Tiếng chém giết, tiếng cười thảm, tiếng gầm gừ, tiếng tự bạo, không ngừng vọng lại ở trên mặt đất của Man Hoang này. Máu tươi càng nhiều hơn, tử vong càng nhiều hơn. Dường như toàn thế giới đều đến ngày diệt vong. Bầu trời u ám, mặt đất bị tàn phá. Theo cự quỷ thành bị chiếm đóng, ba tòa thành trì phía khác bị công phá. Dần dần, chiến trường Man Hoang đã đẩy mạnh đến Khôi Hoàng Thành. Mà giờ khắc này, ở trên Thông Thiên Hải, trong Thông Thiên Đảo, ở dưới nền đất của toàn bộ hòn đảo tồn tại một chỗ địa cung cực lớn. Bên trong địa cung có một chỗ đầm nước màu đen. Ở bốn phía xung quanh đầm nước này, tồn tại một chỗ đại trận mênh mông. Đại trận này có kích chừng vạn trượng. Thứ tạo thành trận pháp không phải là linh thạch, mà là những cái xương. Những xương này có cái là màu vàng, có cái giống như là thủy tinh vậy, tràn ngập mùi mục nát, đồng thời cũng cho người một sự thần thánh. Đồng thời, ở xung quanh đầm nước bốn phía xung quanh này, thình lình vẫn tồn tại ba chỗ hố sâu. Trong ba chỗ hố sâu này, để ba bộ hài cốt hoàn chỉnh. Màu sắc của ba bộ hài cốt thình lình đều màu vàng cùng thủy tinh giao hòa. Mặc dù không phải hoàn toàn dung hợp, nhưng trên người bọn họ tản ra uy áp, đủ khiến cho bán thần đều phải run rẩy, rất gần với chuẩn thiên tôn như Thông Thiên Đạo Nhân. Hình như ba vị này, mặc dù kém hơn so với Thông Thiên Đạo Nhân, nhưng đồng dạng cũng cách cảnh giới Đại Thừa Thiên Tôn chân chính, chỉ kém nửa bước. Nếu như trong Khôi Hoàng Thành, Khôi Hoàng thế hệ này có thể xuất hiện ở nơi này, như vậy hắn nhất định có thể dựa vào huyết mạch cảm ứng, lập tức nhận ra thân phận của ba cỗ hài cốt này. Bọn họ chính là ba vị mạnh nhất trong các triều đại Khôi Hoàng lưu lại di cốt đã bao nhiêu năm rồi. Hiển nhiên là bọn họ bị Thiên Tôn phá táng cùng, từ bên trong đào ra, đặt ở đây, trở thành một phần đại trận tuyệt thế của hắn. Về phần hài cốt thốt nát ở bốn phía xung quanh mang theo sự thần thánh, đều là những xương người bao nhiêu năm rồi, tu luyện bất tử quyển cùng trường sinh quyển. Mà ở trung tâm của đại trận này, bên trong đầm nước màu đen, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hai mắt hắn nhắm nghiền, tuy có hít thở, nhưng hắn rõ ràng lại hôn mê. Đầm nước màu đen xung quanh hắn đang không ngừng xoay tròn, theo sóng nước rung động, hiện ra từng phù văn vô cùng quỷ dị. Những phù văn này giống như có đầy đủ sinh mạng. Hiện tại, có không ít phù văn bò lên trên thân thể Bạch Tiểu Thuần, đang chạy trong toàn thân của hắn. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ quỷ dị. Ngọn đèn dầu địa cung u ám, cũng liền khiến cho được bầu không khí uy nghiêm đáng sợ vô cùng. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần ngồi khoanh chân ở bên trong đầm nước. Bỗng nhiên thân thể chấn động, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chớp mắt khi hai mắt hắn mở ra, những phù văn ở trên thân thể hắn thật giống như bị kinh động, nhanh chóng chạy trở lại trong đầm nước. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh, hơi thở của hắn lại trở nên dồn dập. Trong mắt hắn lộ ra sự tỉnh táo, đồng thời thấy rõ chỗ bên trong đầm nước của mình, cũng thấy rõ một vài bộ hài cốt xung quanh trận pháp. Hắn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện thân thể mình dường như không bị khống chế, nhưng lại không có cách nào từ bên trong đầm nước này. Mà trên vài bộ hài cốt này tản ra khí tức bất tử quyển cùng trường sinh quyển, khiến cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần nhất thời nổi sóng lớn cuồn cuộn. Không nên dãy giụa. Bên trong đầm nước này, xem như thời điểm lão phu đuổi Khôi Hoàng Triều ra khỏi đại lục Thông Thiên, bắt được tất cả những người huyết mạch của Khôi Hoàng. Máu tươi của bọn họ đã ngâm ở chỗ này quá lâu. Giọng nói khàn khàn vang vọng ở bên trong địa cung, hư vô phía trước Bạch Tiểu Thuần vặn vẹo. Bóng dáng Thiên Tôn chậm rãi đi ra. Trong mắt của hắn có sự mong chờ mãnh liệt, còn có kích động phấn chấn. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra sự nóng như lửa, giống như nhìn thấy một viên tuyệt thế đại đan. Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, khí tức ồ ồ. Nhìn về phía Thiên Tôn, trong lòng dâng lên sự lo lắng mãnh liệt không yên cùng bất an. Hắn đang muốn mở miệng, nhưng Thiên Tôn hình như không có để ý tới chuyện Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh. Ánh mắt hắn rơi vào những hài cốt ở bốn phía xung quanh, nói tiếp lời. Những hài cốt này chính là những kẻ khát máu. Năm đó trong cuộc chiến ở Khôi Hoàng Thành đã bị lão phu chém chết, cũng có không ít. Lại là những năm gần đây, sau khi lão phu nghiên cứu bất tử trường sinh quyển, tìm tu sĩ tới thí nghiệm. Đáng tiếc, trường sinh quyển bất tử này rõ ràng là công pháp tất cả mọi người có thể tu luyện. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, có thể vì ta giết chóc quá nhiều người huyết mạch Khôi Hoàng, lại có thể không có cách nào tu luyện. Ta chỉ có thể nghiên cứu, để cho những người khác đi tu luyện. Vì thế, ta không tiếc đào lên di cốt của ba vị này Khôi Hoàng đã ngã xuống không biết bao nhiêu năm. Nhưng thu hoạch lại quá nhỏ. Bất tử quyển còn tốt. Khôi Hoàng Triều bị ta cướp đi trường sinh quyển. Người canh giữ lăng mộ không quan tâm là vì cái gì. Đối đầu với ta cũng tốt. Kéo dài Khôi Hoàng Triều cũng được.
đều sẽ không ngừng truyền thừa bất tử quyền. Ta cũng trợ giúp, để mặc cho bất tử quyền lưu truyền ở thông thiên. Chỉ là đối với ta mà nói, chủ yếu nhất là trường sinh quyền. Nhưng trường sinh quyền quá khó khăn. Gần như tất cả mọi người không có cách nào đi tới cuối cùng, nửa đường bị thất bại. Xương của bọn họ bị lão phu trưng bày ở nơi đây. Có lẽ cũng có thể có chút tác dụng. Bao nhiêu năm rồi, người tu luyện trường sinh quyền, chỉ có hai vị thành công. Một vị được ta nhận lấy làm đệ tử, còn có một vị lại là nữ nhi của ta. Thiên Tôn thì thào. Hình như hắn căn bản cũng không phải là nói với Bạch Tiểu Thuần, mà đang tự nói với mình. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, trong đầu nổi lên sóng to gió lớn. Trong tâm thần hắn giống như có vô số thiên lôi nổ tung. Trên thực tế từ trước đây, khi nhìn thấy được xương cốt trên người của Đỗ Lăng Phỉ, trong lòng của hắn đã phát sinh nghi ngờ. Hiện tại, theo lời Thiên Tôn nói, tất cả bí ẩn đã mở ra ở trước mặt hắn. Đáng tiếc, một mặt là ta chuẩn bị không đủ. Cùng lúc kinh nghiệm của ta chưa đủ, vị đại đệ tử của ta phát hiện ra. Sau đó, lần đầu tiên thử chế luyện bất tử trường sinh đan, không đợi tiến hành, lại thất bại. Chỉ có điều không có vấn đề gì. Ta còn có lần thứ hai. Thiên Tôn hít một hơi thật sâu. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhẹ giọng mở miệng. Phỉ nhi. Theo giọng hắn xuất hiện, trong hư vô phía sau lưng hắn, Đỗ Lăng Phỉ từ từ đi ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, thần sắc Bạch Tiểu Thuần lộ vẻ sâu thẳm, nở nụ cười khổ. Hắn hiểu rõ, tất cả đều hiểu. Có thể so với sự thực vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần cất tiếng cười thảm. Hắn cảm thấy mình chắc hẳn là hiểu rõ. Chắc chắn năm trước, trong cuộc chiến tranh Thiên Tôn phản loạn, chống lại toàn bộ Khôi Hoàng Triều, thế lực của Khôi Hoàng thất bại thảm hại. Bọn họ mất đi không chỉ là đại lục thông thiên, còn mất đi phương pháp bí truyền Khôi Hoàng, bất tử trường sinh công trong trường sinh quyển. Từ đó về sau, Khôi Hoàng Triều ở man hoang tu tâm dưỡng khí, chỉ còn lại có bất tử quyền. Có lẽ vì đối đầu với Thiên Tôn, lại có lẽ là vì một hy vọng. Ở dưới sự can thiệp của người canh giữ lăng mộ, bất tử quyền không còn là công pháp chỉ có người huyết mạch Khôi Hoàng mới có thể tu hành, mà khuếch tán ra. Thậm chí ở tông môn đại lục thông thiên, cũng có bản thiếu của bất tử quyền. Lấy phương pháp này, sẽ khiến cho bất tử quyền không bị diệt sạch, làm cho cả tất cả mọi người của thế giới thông thiên cũng có thể đi tu luyện bí pháp Khôi Hoàng ngày trước. Mà Thiên Tôn thu được trường sinh quyền, đối với chuyện này lại không có ngăn cản. Bởi vì sau khi hắn nghiên cứu trường sinh quyền, phát hiện mình không có cách nào tu hành, đã có một suy nghĩ điên cuồng. Hắn muốn để cho càng nhiều tu sĩ tu luyện bất tử quyền cùng trường sinh quyền. Sau đó hắn dung hợp bọn họ lại, tới tiến hành luyện bất tử trường sinh đan, tiếp đó nuốt vào viên đan dược này, lấy phương thức này, khiến cho bản thân thu được lực lượng bên trong của bất tử trường sinh công. Vì chuyện này, hiển nhiên Thiên Tôn nghiên cứu rất lâu. Bất luận là những hài cốt ở bốn phía xung quanh địa cung, hay là ba bộ xương cốt thi thể của Khôi Hoàng ngày trước, đều lưu lại để hắn nghiên cứu cùng thí nghiệm. Chỉ là đáng tiếc, mức độ khó của trường sinh quyền giống như còn muốn mạnh hơn so với bất tử quyền. Cho nên bao nhiêu năm qua, mặc dù Thiên Tôn nuôi dưỡng vô số người tu luyện trường sinh quyền, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Không có một người nào có thể chân chính thành công. Sợ là tối đa, cũng chỉ là da lông mà thôi. Cho đến khi đại đệ tử của hắn, Hàn Môn Lão Tổ Bắc Mạch sau khi tu luyện trường sinh quyền, rốt cuộc thu được thành công. Cái này khiến cho tâm tư Thiên Tôn nóng như lửa. Cũng chính là vào lúc đó, trong man hoang xuất hiện một vị đại năng, được gọi là Huyết Tổ. Có thể người này có đầy đủ thiên tư kinh diễm tuyệt luân, lại có lẽ nắm giữ huyết mạch Khôi Hoàng. Nói chung, bất tử quyền của hắn đại thành. Tu vi lấy đột phá này, thân thể đạt tới bán thần. Có thể, nếu như không có Thiên Tôn xuất hiện, hắn không có đi phản bội Khôi Hoàng Triều. Như vậy sau khi Huyết Tổ tu luyện đại thành, lấy thiên tư của hắn, cũng nhất định có thể đi tu luyện trường sinh quyền. Như vậy Huyết Tổ vô cùng có khả năng thành người đầu tiên trên thế giới này. Thật sự tu luyện bất tử quyền cùng trường sinh quyền tất cả đại thành, tiến tới đột phá bước vào Thiên Tôn. Trở thành người trong miệng của người canh giữ lăng mộ, trên ý nghĩa chân chính, có đầy đủ tư cách đi ra khỏi thế giới này. Hàn Môn Lão Tổ cùng vị Huyết Tổ này ban đầu vốn phải là hai người đối lập. Nhưng chẳng biết tại sao, hai người lại phát sinh tình cảm. Cho nên cuối cùng phát hiện ra kế hoạch của Thiên Tôn. Chuyện kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần đã từ chỗ của Hàn Môn Lão Tổ biết được một ít. Hàn Môn Lão Tổ phản bội sư môn, cùng Huyết Tổ, bị Thiên Tôn chém giết. Huyết Tổ diệt vong, chìm vào đáy của Thông Thiên Hà. Chỉ có một tay không cam lòng vươn lên. Hàn Môn Lão Tổ ngã xuống, lưu lại một tia phần hồn. Đoạt xác hóa thành chân linh, ẩn thân bên trong Linh Khê Tông, từ xa nhìn về phía Huyết Khê Tông, đạo lữ của nàng. Đồng thời, sự bất ngờ cũng khiến cho lần luyện đan dung hợp đầu tiên trong kế hoạch của Thiên Tôn, lúc đó thất bại. Mà Thiên Tôn hiển nhiên không buông tha kế hoạch này. Ở trong 5 tháng sau này,
hắn cùng lúc tìm kiếm biện pháp khác rời khỏi mảnh thế giới này. Về phương diện khác lại đang không ngừng thử nghiệm. Kế hoạch bất tử trường sinh đan xem như là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Nếu như trước sau không có người thứ hai có thể tu luyện trường sinh quyển đại thành, có thể kế hoạch này cuối cùng vẫn sẽ dần dần bị Thiên Tôn buông tha. Nhưng hiển nhiên trước khi Thiên Tôn buông tha, nữ nhi của hắn Đỗ Lăng Phỉ rốt cuộc trở thành người thứ hai tu luyện trường sinh quyển thành công. Mà sau khi xương của Đỗ Lăng Phỉ trở thành hình dạng thủy tinh, điều đó có thể thấy được Đỗ Lăng Phỉ đối với tu luyện trường sinh quyển, không nói là đạt tới trình độ của Bạch Tiểu Thuần đối với bất tử quyển, nhưng từ tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng có thể nhìn ra, chênh lệch không bao nhiêu. Dù sao, sau lưng của nàng là Thiên Tôn. Ở dưới sự bồi dưỡng của Thiên Tôn, Đỗ Lăng Phỉ tu luyện tất nhiên cực kỳ thuận lợi. Nhưng đồng thời, đối với việc nữ nhi của mình tu luyện thành trường sinh quyển, mặc dù Thiên Tôn có lạnh lùng tàn khốc vô tình nữa, trong lòng cũng trở nên dao động. Một mặt là khát vọng muốn rời khỏi mảnh thế giới này, mặt khác lại là phải hy sinh nữ nhi của mình. Sự lựa chọn này khiến cho Thiên Tôn cũng do dự, cho nên mới có cuộc chiến tuyệt thế ở Man Hoang trước đây. Hắn cùng với tiểu nữ hài hợp tác, muốn giết người canh giữ lăng mộ, cho nên cũng mới có quỷ mẫu trên chiến thuyền nỗ lực mượn chiến thuyền rời khỏi mảnh thế giới này. Đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Khi đó, Thiên Tôn đã điên cuồng. Hắn không chỉ một lần thì thào, cũng chỉ nói cùng một câu nói. Lão quỷ canh giữ lăng mộ, tất cả những điều này đều là do ngươi ép ta. Theo Thiên Tôn, điều này đích xác là do người canh giữ lăng mộ ép buộc mình, khiến mình chỉ có thể đi con đường cuối cùng này. Hắn không cam lòng, nhưng lại không có quá nhiều lựa chọn. Cho nên hắn lựa chọn đề nghị quyết chiến đối với Man Hoang. Hắn lựa chọn muốn tiêu diệt tất cả sức sống ở Man Hoang, giết chết người canh giữ lăng mộ, phá tan Minh Hà, chặt đứt tất cả huyết mạch của Khôi Hoàng Triều. Cũng chính là vào lúc này, bất tử quyển của Bạch Tiểu Thuần lại kế tiếp huyết tổ, đại thành. Ở trước mặt hy sinh cốt nhục của mình hay tuổi thọ của mình đoạn tuyệt, khát vọng muốn rời khỏi mảnh thế giới này đã đạt tới mức điên cuồng, khiến cho Thiên Tôn lựa chọn vấn đề trước. Vì vậy, xét thấy đã từng thất bại, Đỗ Lăng Phỉ bị hắn lấy nô ấn khống chế trước tiên. Sau đó, hắn lặng lẽ chờ đợi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Cho đến xác định bất tử quyển của Bạch Tiểu Thuần thật sự đại thành, hắn đưa tay ra, ở trong tình cảnh không có người nào có thể ngăn cản, bắt giữ Bạch Tiểu Thuần từ Man Hoang. Bạch Tiểu Thuần cay đắng nhìn Đỗ Lăng Phỉ từ phía sau lưng Thiên Tôn đi ra. Trong mắt hắn, thần sắc của Đỗ Lăng Phỉ dại ra, giống như một tượng gỗ vậy, hoàn toàn không có chút linh động nào. Duy nhất chỉ có nô ấn ở sâu bên trong mắt, đang chớp động gấp gáp, vô cùng quỷ dị. Tiểu Đỗ, Đỗ. Bạch Tiểu Thuần chật vật mở miệng. Thời điểm hắn nhớ tới cảnh tượng ở Bắc Mạch, Thiên Tôn lợi dụng nàng cùng mình, đưa tới mặt quỷ. Nghĩ tới Đỗ Lăng Phỉ lúc đó, trong mắt hắn đầy vẻ mất mát cùng với bi thương. Không nên oán ta. Ta vốn cũng không muốn như vậy. Tất cả đều là do người canh giữ lăng mộ. Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười kia mang theo sự phức tạp, lại hình như có một tia bi thương như vậy, mang theo kiên quyết, còn có điên cuồng cực hạn. Thiên Tôn đã điên rồi. Lúc này trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng, dường như có thể phá vỡ toàn bộ trời cao và mặt đất. Hắn đứng ở nơi đó, đã không thể ung dung giống như trước kia, mà trong mắt hắn mang theo huyết sắc điên cuồng. Hắn giơ tay phải lên bấm quyết, chỉ về phía Đỗ Lăng Phỉ. Dưới một chỉ này, thân thể của Đỗ Lăng Phỉ chợt chấn động. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc vẫn dại ra. Nàng đi từ từ về phía Bạch Tiểu Thuần. Ở trong sự cay đắng của Bạch Tiểu Thuần, hắn nhìn Đỗ Lăng Phỉ dần dần tới gần. Cho đến khi nàng đi vào bên trong đầm máu màu đen, máu loãng màu đen dính vào chiếc váy màu trắng của hắn. Mỗi một phù văn quỷ dị đều tham lam theo váy màu đen, bò lên trên toàn người của Đỗ Lăng Phỉ, không ngừng chạy lên. Khiến cho Đỗ Lăng Phỉ giờ phút này thoạt nhìn càng quỷ dị hơn. Cứ như vậy nàng đi tới trước người Bạch Tiểu Thuần. Tay phải nàng từ từ giơ lên, cho đến khi đặt ở trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần. Ở bên trong quá trình giơ tay lên, trong một tích tắc này, toàn thân nàng lại chợt tản ra ánh sáng mãnh liệt giống như thủy tinh. Một khí tức trường sinh quyển từ trên người Đỗ Lăng Phỉ bỗng nhiên bạo phát. Cùng lúc đó, tiếng cười của Thiên Tôn truyền ra. Tay phải hắn hung hăng đập về phía mặt đất. Toàn bộ địa cung ầm ầm chấn động. Trận pháp xung quanh lập tức lại lập lòe ánh sáng mãnh liệt. Ở trong ánh sáng này lóe ra những hài cốt tạo thành trận pháp, rốt cuộc dùng mắt thường có thể thấy được chúng đang tan ra. Nhất là xương cốt của ba bộ thi thể Khôi Hoàng trước đây cũng đang không ngừng tan rã. Theo hài cốt tan rã, theo ánh sáng trận pháp sáng chói, lúc này máu loãng màu đen bên trong đầm nước màu đen ở trung tâm trận pháp nhất thời cuồn cuộn. Ở nơi này, chúng không ngừng xoay tròn. Càng nhiều phù văn từ bên trong xuất hiện, đều điên cuồng phun ra xuất hiện ở trên người Bạch Tiểu Thuần cùng Đỗ Lăng Phỉ, từ thất khiếu của bọn họ không ngừng chui vào bên trong. Sự đau đớn mãnh liệt khiến cho thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy.
nhưng trong mắt của hắn phần nhiều lại là bi thương cùng phẫn nộ. Hắn bi thương trước tình cảnh của Đỗ Lăng Phỉ. Hắn phẫn nộ đối với sự vô tình của Thiên Tôn. Muốn chết sao? Trong tiếng cười thảm của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng hắn lại nỗ lực hô hoán Hàn Môn lão tổ của Bắc Bạch, nhưng lại giống như bị đóng cửa, hoàn toàn không có chút đáp lại. Thân thể hắn bị rất nhiều phù văn dũng mãnh tràn vào, không khống chế được, tản ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt. Ánh sáng màu vàng này sáng chói lên, hình như ăn ý cùng với ánh sáng thủy tinh ở trên người Đỗ Lăng Phỉ. Loại ăn ý này ở dưới sự mãnh liệt cực hạn, trận pháp này hoàn toàn chuyển đến đỉnh phong, từ chỗ Đỗ Lăng Phỉ truyền đến một lực hút không có cách nào hình dung. Trong nháy mắt lực hút này lại theo tay của Đỗ Lăng Phỉ trực tiếp dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần run rẩy, nhìn Đỗ Lăng Phỉ đờ đẫn. Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng ngay khi hai mắt hắn nhắm lại, trong nháy mắt, trong mắt Đỗ Lăng Phỉ đột nhiên xuất hiện sự dãy dụa mãnh liệt. Thân thể của nàng run rẩy, tay phải của nàng run rẩy, giống như muốn giơ lên. Cho dù bị nô ấn, nhưng nàng theo bản năng, giống như vẫn không nguyện ý đi tổn thương Bạch Tiểu Thuần. Nô ấn trong thân, cuối cùng còn có thể theo bản năng dãy dụa. Có thể tưởng tượng được, ở trong lòng Đỗ Lăng Phỉ, tâm tư nàng không muốn tổn thương tới Bạch Tiểu Thuần ngoan cường tới mức nào. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn cảm nhận được ngón tay đang đặt ở trên thiên linh run rẩy. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy được chính là gương mặt Đỗ Lăng Phỉ gần như vặn vẹo. Còn nữa, phù văn nô dịch trong mắt nàng nhanh chóng chớp động cùng với thân thể nàng rung động. Tiểu Đỗ Đỗ. Trong tiếng thì thào của Bạch Tiểu Thuần, trong mắt Thiên Tôn cũng có chút phức tạp. Nhưng rất nhanh sự phức tạp này đã bị mạnh mẽ xóa đi, điên cuồng một lần nữa ngưng tụ, giơ tay phải lên. Thiên Tôn nhìn về phía nữ nhi của mình, bỗng nhiên giơ một ngón tay lên. Dưới một chỉ này, thân thể Đỗ Lăng Phỉ chấn động mạnh một cái. Dần dần, nô ấn trong mắt thay thế tất cả sự thống khổ của nàng. Thân thể run rẩy đã bình tĩnh trở lại. Tay phải đang run rẩy cũng trở nên vững vàng. Một lần nữa, đặt ở trên thiên linh của Bạch Tiểu Thuần. Đôi mắt nàng vô thần, nhìn Bạch Tiểu Thuần, hoàn toàn không có chút tâm tình dao động. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận được loại bi ai cực hạn ở trong xương cốt nàng. Miệng Bạch Tiểu Thuần thoáng mở ra, cuối cùng lại trầm mặc, cũng nhìn Đỗ Lăng Phỉ. Lần này hắn không nhắm mắt lại nữa. Dường như hắn cũng biết sinh mạng của mình đã đi đến điểm cuối. Hắn có thể làm, chính là ở thời điểm trước khi hồn phi vách tán, khiến cho bóng hình trước mắt trở thành điểm vĩnh hằng cuối cùng ở trong sinh mệnh này của mình. Ầm ầm ầm. Ở thời điểm trận pháp địa cung này hoàn toàn mở ra, khi những hài cốt ở bốn phía xung quanh không ngừng dung hòa, ở trong nháy mắt khi tay phải của Đỗ Lăng Phỉ ấn ở thiên linh của Bạch Tiểu Thuần, có tiếng nổ lớn phát ra ở trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Một cảm giác đau đớn mãnh liệt không có cách nào hình dung, vào giờ phút này chợt giống như sóng dữ, dâng lên ngập trời ở trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Sức sống của hắn, tu vi của hắn, máu thịt của hắn, linh hồn của hắn cùng với tất cả, vào giờ phút này, đều bị lực hút ở trong tay Đỗ Lăng Phỉ truyền tới, điên cuồng hút đi. Dường như tất cả mọi thứ ở trong cơ thể đều bị khối nát. Xương, máu thịt, kinh mạch, tất cả mọi thứ đều ở trong sự vỡ nát diệt vong này, hóa thành một mảnh sức sống bản mạng nồng đậm đến cực hạn. Mà sức sống này chính là thứ Thiên Tôn cần, lúc này đang điên cuồng bị hút vào trong cơ thể của Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần là đại dược bất tử, Đỗ Lăng Phỉ lại là lò luyện đan trường sinh. Sau khi lò luyện đan trường sinh đang hấp thu đại dược bất tử, sẽ tự lấy ra tất cả mọi thứ của mình. Lấy khi sự cô cạn, diệt sạch của lò luyện đan, ở trong một chớp mắt tử vong này, đổi lấy một viên bất tử trường sinh đan. Nhanh, sẽ nhanh thôi. Bất tử trường sinh đan, ta chờ bất tử trường sinh đan cả đời. Thiên Tôn đứng ở một bên, điên cuồng cười ha hả. Hắn nhìn nữ nhi Đỗ Lăng Phỉ của mình, ở dưới sự điều khiển nô ấn của mình, đang nhanh chóng hấp thu tất cả mọi thứ của Bạch Tiểu Thuần. Hơi thở của hắn gấp gáp vô cùng. Khuôn mặt hắn cũng có chút vặn vẹo. Ngay cả giọng nói của hắn cũng có chút thay đổi làn điệu. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy kịch liệt. Trong cơ thể đau đớn mãnh liệt. Nhất từ trước tới nay, cho dù Bạch Tiểu Thuần tu luyện bất tử quyền, từng chịu qua rất nhiều thống khổ. Nhưng có lẽ so với lúc này, tất cả căn bản chỉ là bé nhỏ không đáng kể.